tất cả các mùa trong năm nó đều có một vẻ tươi xanh như này, nó không bao giờ nó cái những kiểu các mùa hè nó không bao giờ nắng gắt thì nó chỉ chết các cây ở trong các bạn này. Đây nó chỉ chết các cây ở trong chứ không bao giờ nó chết các cây ở ngoài, nó không tạo ra một phần lộ liễu lắm. Khi một bờ rào nó đẹp như này mà tự dưng lại bị một cái phần rất là lộ liễu thì nó trông nó rất là xấu. Đấy cho nên là các tác dụng của một cái cây bờ rào nó là như vậy, nó tạo cho một vẻ xanh tươi đẹp quanh năm và không bao giờ các bạn có thể nhìn thấy nó mà nhìn thấy chán được. Đây đấy, với điểm tô những cái này thì thỉnh thoảng có những cái bông cái lá vàng thôi nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều gì lắm. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả của nó đây đều là một màu xanh rồi các bạn thấy không ạ? Đây đến tất cả các đường bờ rào đều là một hệ thống cây này đây. Thì mình nghĩ cây này nó cũng rất đẹp đấy các bạn, nhìn gốc nó rất là to đây. Đấy. Đấy các bạn thấy ạ, đây gốc nó rất là to đấy. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đây gốc nó rất là to này. Đấy thì nó không kể cả khi các cây này lên thì hệ thống các cái chồi này lên này các bạn nhìn này, đây cái chồi này tự mọc cao lên. Thì hệ thống hàng ngày chỉ có một hệ thống lao công